Chuyển sang các vấn đề khác. Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc đợt nộp hồ sơ xét tuyển đại học đợt 1 năm nay. Xem ra thì các phụ huynh và thí sinh đã có một khoảng thời gian tương đối dài để cân nhắc khi phải tìm ra một trường đại học phù hợp để nộp hồ sơ. Nộp rồi rút rồi lại nộp. Câu chuyện cụ thể của một bộ hồ sơ của một thí sinh được phóng viên thời sự VTC ghi lại đã cho thấy bức tranh toàn cảnh trong những ngày cuối cùng của đợt xét tuyển đại học năm nay. Điểm thi thì dù có cao vẫn có thể không đỗ đại học. Nỗi sợ ấy đã khiến cho nhiều thí sinh buộc phải đánh đổi, hy sinh cả một kế hoạch dài khi chọn cho mình một phương án an toàn. Thôi thì học ngành nào, trường nào cũng được, miễn là đỗ đại học. Đạt 26 điểm khối A, số điểm không hề thấp và đã nộp hồ sơ vào Đại học Dược Hà Nội. Nhưng đến ngày hôm nay, Kim Cúc, thí sinh đến từ Nam Định quyết định rút hồ sơ để chuyển sang trường Đại học Kinh tế Quốc dân vì em đã không còn trong nhóm thí sinh an toàn nữa. Trong thời gian bạn còn 3 ngày gấp rút thế này thì em rất là phân vân và lo lắng ạ. Không biết là nên lựa chọn giữa ngành mình yêu thích hay là để có thể đỗ vào trường của mình. Nói chung là đang rất suy nghĩ rất nhiều để tối nay mong nhà trường cập nhật bản danh sách để có thể đưa đến quyết định đúng đắn nhất. Cùng với việc rút hồ sơ, những ngày cuối cùng trước khi kết thúc đợt xét tuyển đại học đầu tiên này, thí sinh cũng gấp rút đến các trường để thay đổi các nguyện vọng. Lúc đầu là em nộp vào Kinh tế Quốc dân, nhưng mà lần đầu tiên là em chọn khoa marketing nhưng mà không đủ điểm. Thì em rút, thì sau hôm nay thì em đi nộp vào thương mại, nhưng nghĩ lại thì em vẫn thích trường Kinh tế Quốc dân hơn và em quay lại Kinh tế Quốc dân. Giờ là em chọn trường khoa quản trị nhân lực. Nên là hôm nay bố con tôi lên đây để xem cụ thể là cái khoa kinh tế nó lấy là bao nhiêu. Nếu không được thì là phải rút hồ sơ. Vì tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh và thí sinh khi theo dõi điểm chuẩn được cập nhật hàng ngày từ các trường đại học, nên 2 ngày trở lại đây, hiện tượng rút hồ sơ ồ ạt ở các trường top trên đã xảy ra. Trong ngày 17 tháng 8, tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có 600 hồ sơ rút ra. Trong sáng nay 18 tháng 8, có trên 200 hồ sơ đã rút ra. Tuy nhiên, nếu cân đối lại số hồ sơ rút ra, số điều chỉnh nguyện vọng và số hồ sơ nộp mới không đồng đều, dẫn đến khả năng trường tốt đầu, điểm chuẩn các ngành cao như Kinh tế Quốc dân lại không tuyển hết chỉ tiêu của các ngành. Thế còn đối với thí sinh thì rất là đáng tiếc cho nhiều em và nhiều bậc phụ huynh là không vững tâm để theo dõi tiếp tục kết quả trong một số ngành, trong 1-2 ngày nữa. Để xem kết quả của con em mình thế nào. Có những con em 25 điểm hoặc 24 điểm, 25 điểm rưỡi vẫn rút, xin rút hồ sơ. Thì cái điểm này chúng tôi thấy rằng nó cũng chưa thật hợp lý. Người ta có một cái xu hướng là sợ con em mình không đỗ được vào cái ngành học mà người ta thích. Đúng là vì sợ, dù điểm cao, nhưng mẹ con thí sinh Kim Cúc vẫn quyết định lựa chọn ở trọ lại Hà Nội thêm một ngày nữa, theo dõi các thông tin, rồi mới quyết định chọn ngành, chọn trường để nộp.